Tôi đã mất công diễn trò diễn kịch rồi, vậy mà ông bà vẫn không qua mắt được con nhỏ, miệng còn hôi sữa. Để cho nó bắt tận tay như thế à? Bây giờ tính sao? Coi như mình bỏ vụ này. Nói bỏ là bỏ dễ vậy sao? Thời buổi hắt xì hơi đầu hẻm, cuối hẻm biết. Làm sao bỏ dễ như thế được? Bây giờ chúng nó nói chuyện với nhau thì chết đói cả đám. Cái hội đó hoạt động nhỏ mà cậu, làm ăn có xíu xíu à. Tại sao nói mãi mà không chịu hiểu à? Mở cái đầu óc ra một chút. Bảo sao già đầu rồi vẫn đi làm cái nghề vô gia cư. Anh hai, em thấy con Mai anh là đứa nhiều chuyện nhất. Có mình nó để ý, chứ trước giờ có ai quan tâm đâu. Đúng, con đó là phải chị. Cỡ con mẹ cầm mà còn phải ngoan ngoãn với tụi em nữa mà. Làm cho nó im miệng đi. Nhưng mà cô... Đi ra ngoài. Sắp xếp đi, càng nhanh càng tốt. Này, để mắt đến hai ông bà già đó. Anh định không làm gì sao? Anh để chị đi vậy hả? Chị coi nè, ổng buồn thúi ruột vì biết chị sắp đi đó. Chị có yêu ảnh không? Hạnh, Như Quân, xe anh Mỹ gì vậy? Không biết nữa, mới lúc nãy còn chạy được mà sao tự nhiên bây giờ. Hạnh có đang bận gì không? Em không. Bây giờ anh muốn đi đâu để em chở anh đi. Cảm ơn Hạnh nha, Hạnh đợi tôi một chút. Cho em gửi xe nha. Mình đi nha Hạnh. Dạ. Để mai anh dậy đi tắt ở hướng này. Ok. Còn Hạnh với bé Thu đi tắt ở hướng bên kia ha. Ok, thì mình cứ vậy đi. Rồi 2 tiếng sau tụi mình tập trung ở đây. Đâu, nha. Cái thấp nhất vậy. Ok. Bị gì vậy anh Quân? Sao vậy anh Quân? Anh Quân! Nè anh, cửa trong!